Xin chào anh em đang quay trở lại với Hùng Mobile. Trong video này thì mình sẽ mang đến cho anh em thêm một cái lựa chọn nữa trong phân khúc điện thoại giá rẻ khoảng 3 cho đến 4 triệu, và nó là một cái đối thủ khá là xứng tầm với cả Poco M3. Nếu như anh em nào mà thích cái điện thoại của Xiaomi mà lại không ưa về cái ngoại hình của con Poco M3 thì mình khuyên là anh em nên tham khảo sản phẩm này, đó là Redmi Note 9 4G. Và Redmi Note 9 4G sẽ mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm như nào? Anh em hãy cùng mình theo dõi trong video này nhé. Về thiết kế, Note 9 4G có mặt lưng thiết kế theo dạng giả nhôm với các đường vân tỏa ra xung quanh cụm camera, hiệu ứng thay đổi theo ánh sáng và góc nhìn. Thiết kế mặt lưng này tạo cảm giác cầm nắm khá thoải mái, hạn chế tối đa mồ hôi vân tay và đồng thời làm giảm bớt cảm giác với một chiếc điện thoại có vỏ bằng nhựa. Ngoài ra, Note 9 4G còn được phủ một lớp kháng nước nhẹ. Lớp kháng nước này chưa đạt được đến tiêu chuẩn IP cơ bản, nhưng với một chiếc điện thoại khoảng 4 triệu thì đây hoàn toàn có thể coi là một cái điểm cộng. Ngoài ra, với mức giá này, Redmi Note 9 4G cũng được trang bị chuẩn kết nối NFC. Mặc dù ở Việt Nam rất ít người dùng tính năng này, nhưng lại là một cái ưu điểm nếu mà xét về mặt công nghệ. Máy sở hữu màn hình kích thước 6,53 inch, tấm nền IPS LCD, được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla thế hệ thứ 3. Độ phân giải đạt Full HD cùng với thiết kế theo dạng giọt nước. Có thể nói một trong những ưu điểm lớn nhất của Note 9 4G đó là ở màn hình độ phân giải Full HD, trong khi cùng phân khúc, hầu hết các đối thủ khác đều chỉ dừng ở HD mà thôi. Màn hình có chất lượng hiển thị ổn, độ tương phản cao, tốt hơn những gì chúng ta thường thấy đối với một chiếc điện thoại có màn hình IPS thông thường. Ở chế độ mặc định, màu sắc được tái tạo chính xác, nhưng để có trải nghiệm tốt nhất thì anh em nên tự điều chỉnh cho phần cài đặt màu sắc. Độ sáng của màn hình thì không ấn tượng lắm, chỉ khoảng 430 nits tối đa. Nếu ra ngoài trời nắng hoặc dưới ánh sáng mạnh thì sẽ rất khó để có thể sử dụng được một cách bình thường. Một lần nữa, Redmi Note 9 4G là một sản phẩm cực kỳ hiếm trong phân khúc chỉ khoảng 3-4 triệu mà có loa kép stereo. Âm lượng tương đối lớn và chất âm tốt, rõ ràng, treble vừa đủ, hơi thiếu bass nhưng nghe thì không bị chói. Hoàn toàn có thể chấp nhận được trong tầm giá này. Ngoài ra thì máy cũng có cổng tai nghe 3.5 đi kèm và được đặt ở cạnh trên của máy. Note 9 4G có phím nguồn tích hợp cùng cảm biến vân tay vật lý một chạm, và vì là cảm biến vật lý nên khả năng nhận diện, tốc độ mở khóa nhanh và chính xác. Đặt cảm biến ở phím nguồn sẽ khiến tiết diện tiếp xúc hơi hẹp nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình sử dụng hàng ngày. Note 9 4G được trang bị con chip là Qualcomm Snapdragon 662 trên tiến trình 11 nanomet. Thật lòng mà nói thì hiệu năng của con chip này không thật sự quá thần thánh hay là quá khủng khiếp như là chúng ta từng nghĩ. Nhưng điều khiến nó trở nên đắt giá là bởi vì Snapdragon 662 là một trong những con chip tốt nhất chúng ta có thể có được trong phân khúc khoảng 3-4 triệu. Trong các bài test về hiệu năng, sức mạnh CPU của Note 9 4G có thể cạnh tranh được, nhưng về GPU đồ họa thì đuối hơn hoàn toàn so với các đối thủ khác. Và vì GPU đồ họa hơi yếu nhưng phải gánh cái màn hình độ phân giải Full HD, nên trong quá trình sử dụng, anh em sẽ gặp phải một vài tình trạng giật lag khi chơi game hoặc là trong khi lướt giao diện, đóng mở ứng dụng. Dung lượng pin là một trong những điểm ấn tượng nhất trên Redmi Note 9 4G. Mặc dù với mức giá chỉ khoảng 3-4 triệu nhưng Note 9 4G hoàn toàn có thể được xếp vào top những sản phẩm có thời lượng sử dụng tốt nhất hiện nay. Nhờ viên pin có dung lượng lên tới 6000 mAh, Note 9 4G có thời gian chờ rơi vào khoảng 150 tiếng. Máy đi kèm công nghệ sạc nhanh 18W, bộ sạc 22,5 W trong hộp và có thể sạc từ 0 đến 25% trong khoảng nửa tiếng. Máy chạy giao diện MIUI 12 trên nền Android 11. Về giao diện, tính năng thì gần như tương tự với các toàn bộ sản phẩm khác của Xiaomi nên mình sẽ không miêu tả nhiều về giao diện này nữa. Note 9 4G cũng có thêm cổng hồng ngoại để hỗ trợ điều khiển các thiết bị trong nhà như là máy lạnh, TV, vân vân. Chuyển sang camera, Redmi Note 9 4G có cụm 4 camera sau gồm ống kính chính góc rộng 48MP AI, ống kính góc siêu rộng 8MP và một cảm biến đo độ sâu trường ảnh 2MP. Camera chính cho ảnh có độ phân giải thực là 12MP. Trong điều kiện đủ sáng, chất lượng ảnh khá tốt và sắc nét, độ tương phản và chi tiết ở mức trung bình, giả tần nảy sáng cực rộng khiến màu sắc trong ảnh đa dạng, sinh động, có một chút noise nếu như để ý kỹ. Chế độ xóa phông hoạt động với sự kết hợp của ống kính chính và cảm biến đo độ sâu. Chất lượng ảnh ấn tượng so với mức giá bán của Note 9 4G, chủ thể được nhận diện chính xác, bóc tách chuẩn. Giờ sang tới ống kính Ultra Wide, màu sắc của ảnh tương tự như ống kính chính, với góc chụp rộng giúp mang lại trải nghiệm đa dạng, phong phú hơn. Độ chi tiết không có gì nổi bật, chi tiết trong ảnh bệt và không sắc nét rõ ràng. Trong điều kiện thiếu sáng, ảnh chụp trên camera chính có chất lượng thấp, noi nhiều, màu sắc bị bệt và chi tiết bị vỡ, nhòe, phơi sáng không thực sự tốt, nhưng bù lại những vùng sáng trong ảnh khá nổi bật và rõ ràng. Bật chế độ chụp đêm lên mang lại một trải nghiệm khác hoàn toàn. Phơi sáng tốt hơn, độ noi được hạn chế đáng kể, màu sắc sinh động, những vùng sáng tối trong ảnh rõ ràng hơn. Ở điều kiện này, ống kính ultra wide hoạt động còn kém hơn nhiều, chi tiết bị vỡ và gần như mờ hoàn toàn, đã thế là còn không có chế độ chụp đêm trên ống kính này. Camera selfie 8MP cho ảnh có độ chi tiết chấp nhận được nhưng bù lại bị noi nhiều, cân bằng chéo nhiều lúc hoạt động không tốt. Trong điều kiện thiếu sáng thì chủ thể bị tối, mờ và bệt. Note 9 4G có thể quay video ở độ phân giải tối đa là Full HD 30fps, không có công nghệ chống rung. Video quay bằng ống kính chính có chất lượng trung bình, độ tương phản tốt nhưng bị thiếu đi độ sắc nét của chi tiết, giải tần nảy sáng hẹp và video bị cháy sáng. Chất lượng video trên ống kính ultra wide tương tự, thậm chí độ chi tiết còn kém hơn nữa.
Với một chiếc điện thoại khoảng 3-4 triệu, Redmi Note 9 4G mang đến cho chúng ta chuẩn kháng nước, màn hình kích thước lớn với độ phân giải Full HD, loa kép stereo hiếm có, dung lượng pin khủng và cụm camera đa dạng về trải nghiệm với nhiều chế độ chụp khác nhau. Nếu nói về hạn chế thì có lẽ sẽ là con chip xử lý cho hiệu năng không thật sự ấn tượng, trải nghiệm không tốt của camera trong điều kiện thiếu sáng. Nhưng nhìn chung, Redmi Note 9 4G xứng đáng là một trong những lựa chọn tốt trong phân khúc khoảng 3-4 triệu. Và nếu như anh em nào đang tham khảo về Redmi Note 9 4G hoặc là đang tìm mua một dòng sản phẩm trong phân khúc giá rẻ khoảng 3-4 triệu thì anh em có thể click vào phần link chi tiết sản phẩm Redmi Note 9 4G mình đã để trong phần mô tả video. Cảm ơn anh em đã xem video này của Mobile. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo. Tạm biệt anh em.